hội thời điểm chốt số cho kỳ tính giá điện tháng 1 năm 2024, lẽ ra là từ ngày 3 cho đến ngày 20 tháng 2 tùy mỗi quận huyện. Nhưng với việc điều chỉnh lùi toàn bộ thời điểm chốt số vào ngày 29 tháng 2 đã khiến cho số ngày trong kỳ tính giá điện tháng 1 tăng lên. Thay vì 31 ngày, thành từ 40 cho đến 57 ngày. Không ít người dùng điện thì băn khoăn liệu tiền điện có bị tăng bất hợp lý do sự điều chỉnh này hay không. Số ngày trong kỳ tính giá tăng lên khiến số điện và theo đó tiền điện kỳ này cũng tăng lên. Vấn đề là tiền điện được tính theo đơn giá bậc thang tăng dần. Nhiều người dùng điện lo ngại việc số điện tăng lên theo kiểu tính gộp 2 tháng sẽ khiến số điện rơi vào bậc thang cao tăng lên. Tôi cũng băn khoăn là cái số điện của cái bậc thang cao ấy nó có bị nhiều hơn không? Đấy. Cho nên là tôi cũng muốn là các anh ngành điện trả lời để cho chúng tôi được biết. Không những tôi mà toàn dân được biết. Trả lời thắc mắc của người dùng điện, EVN Hà Nội cho biết để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng điện, số điện hạn mức của mỗi bậc thang tính giá điện được điều chỉnh theo tỷ lệ số ngày của kỳ điều chỉnh chia cho số ngày của kỳ thông thường, đơn cử. Với trường hợp số ngày sử dụng điện lớn nhất là 57 ngày, gồm 31 ngày tháng 1 và 26 ngày của tháng 2, thì tỷ lệ điều chỉnh sẽ là 57 chia cho 31 bằng 1,84. Khi đó, hạn mức bậc thang theo thực tế dùng điện hay hạn mức điều chỉnh sẽ đồng loạt tăng thêm 1,84 lần. Cái việc mà lũy kế, lũy tiến của cái bậc thang sinh hoạt của khách hàng sẽ được tính tương ứng với các cái số ngày sử dụng thực tế của khách hàng, và về phía Tổng ty Điện lực thành phố Hà Nội cam kết là cái quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo. Cái việc mà tính hóa đơn tiền điện sẽ được công khai minh bạch, và chỉ số để giao hóa đơn thì đã được là thu thập qua cái hệ thống dữ liệu đo đếm từ xa, do vậy là sẽ không có cái xảy ra cái sự nhầm lẫn trong cái việc mà giao hóa đơn tiền điện. Cùng với băn khoăn về hạn mức số điện theo bậc thang, người dùng điện cũng đặt vấn đề tại sao lại tính tiền điện gộp 2 tháng thay vì tính riêng tháng 1 và những ngày còn lại của tháng 2 để người dân dễ hiểu và dễ theo dõi hơn. Trên mạng xã hội thì cũng có một số ý kiến thắc mắc về việc tại sao không tách hóa đơn làm 2 tháng, nghĩa là tháng ghi chỉ số thông thường và cái số lượng ngày tăng thêm. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ phải thực hiện theo các quy định của cơ quan nhà lý quản lý nhà nước, cụ thể ở đây là điều 17 của Nghị định 137. Việc ghi chỉ số đối với khách hàng sinh hoạt và phát hành hóa đơn chỉ được tính một lần ở trong một tháng. Cũng theo EVN Hà Nội, tiền điện kỳ này tăng cao là do trùng vào tháng Tết và số ngày rét đậm nhiều. Người dân dùng sưởi tăng lên, do đó điện tiêu thụ cũng nhiều hơn. Với những trường hợp tăng bất thường, nhân viên điện lực sẽ đến tận nhà hỗ trợ kiểm tra, tìm kiếm nguyên nhân. Với hệ thống đo đếm điện tử hiện nay, người dùng điện có thể kiểm tra trực tuyến lịch sử dùng điện để từ đó minh bạch hơn nguyên nhân làm tăng tiền điện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy liên quan đến dự án trồng sâm Ngọc Linh của công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Qua điều tra xác định công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh là chủ tịch hội đồng quản trị, địa chỉ 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn và hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại thì đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy để giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, nhiều cơ sở y tế công lập đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Quảng Nam, do không đảm bảo nguồn thu nên có bệnh viện còn nợ lương người lao động. Nhiều nhân viên thì nghỉ việc hàng loạt, có người phải tìm việc khác để mưu sinh. Hơn 10 năm làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Nhưng chị Khuyên vừa buộc phải nghỉ việc vì đơn vị nợ hơn 50 triệu tiền lương và tiền phụ cấp trong nhiều tháng. Vì mưu sinh, chị phải xin việc ở đơn vị y tế tư nhân. Khi mình chấm dứt công việc, thì với 10 năm gắn bó, với tất cả những cái tình cảm và tâm tư của mình thì mình muốn là sẽ được giải quyết tất cả các khoản nợ của mình trong năm tiền lương và các cái phụ cấp trong năm 2022 và tiền còn nợ trong quý 3 và quý 4 của năm 2018 nữa. Bệnh viện này là đơn vị sự nghiệp công lập nhưng độc lập về tài chính nên không đảm bảo nguồn thu, dẫn đến nợ 1,4 tỷ đồng tiền lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp của hàng trăm cán bộ nhân viên. Chúng tôi cũng chịu cái ảnh hưởng
rất lớn từ dịch. Ngoài cái chuyện hụt thu của các năm trước mang sang, dẫn đến cái tình trạng mất cân đối thu chi. Đơn vị bệnh viện trường thì lại là một đơn vị tự chủ hoàn toàn. Chính vì vậy cho nên không được hỗ trợ bất cứ một đồng nào từ ngân sách nhà nước. Chúng tôi phải tự cân đối. Đây là một trong những vướng mắc mà ngành y tế nêu với đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam tại buổi giám sát vừa qua. Hội nghị kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các ngành, thực tế là xác định mức độ tự chủ của đơn vị nhóm 3 chuyển đổi hàng năm thuộc của tình hình nguồn thu của đơn vị, nên quy định của lộ trình chuyển đổi 30% số lượng đơn vị sự nghiệp nhóm 3 còn mang tính áp đặt và chưa phù hợp với thực tế. Lãnh đạo Quảng Nam cho rằng các bệnh viện tư nhân tự chủ thì được quyết định giá viện phí. Các bệnh viện công lập tự chủ lại chưa được trao quyền này nên gặp khó khăn về tài chính, biên chế. Như vậy nó có cái sự thật sự cũng chưa thống nhất giữa cái phân loại mức độ tự chủ và cái việc giao biên chế, và mình đang triển khai thực hiện cái việc giao biên chế. Thì cái nội dung này thì mình cũng đang kiến nghị với Trung ương, thì cũng kính đề nghị đoàn giám sát tiếp tục có cái kiến nghị để hướng dẫn cho nó cụ thể. Chia sẻ những khó khăn với ngành y tế, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét quyết định trên tinh thần ở đâu có bệnh nhân, nơi đó phải có cơ sở y tế, bác sĩ. Sau khi đánh giá tác động của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung nhóm đối tượng là thân nhân người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ 30% mức đóng, 70% còn lại do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng. Trong đó, người lao động đóng 1/3 và chủ sử dụng lao động đóng 2/3, tương tự như trách nhiệm đóng đối với người lao động. Bộ Y tế cho rằng quy định này sẽ góp phần tạo ra sự an tâm cho người lao động trong suốt quá trình lao động sản xuất. Tuy nhiên cũng sẽ làm tăng chi ngân sách và chi phí của doanh nghiệp cũng như người lao động để mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp vào tháng 5 năm nay và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Liên quan đến vụ việc gần 300 khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc, mới đây Cục Du lịch Đài Loan cho biết không can thiệp hỗ trợ công ty Việt Nam lấy lại tiền, đề xuất giải quyết bằng pháp lý. Trước đó vào ngày 9 tháng 2, gần 300 khách Đài Loan đã bị bỏ rơi khi đến Phú Quốc du lịch do nhập nhằng về tài chính giữa công ty du lịch quốc tế We Love Tour của Đài Loan và công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế Winner Việt Nam, thành phố Phú Quốc. Hãng bay và công ty lữ hành cũng như phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã nỗ lực giải quyết. Một số khách phải đóng thêm 720 đô la Mỹ và Winner tạm ứng hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn khách lưu trú, tham quan và trở về Đài Loan hôm 14 tháng 2. Tuy nhiên, phía công ty du lịch Việt Nam thì cho biết vẫn chưa nhận lại khoản tiền đã ứng hỗ trợ đoàn. Công ty phía Đài Loan đã bị Cục Du lịch địa phương đình chỉ hoạt động và xử phạt gần 26.000 đô la Mỹ. Cục Du lịch Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục điều tra nghĩa vụ trách nhiệm của We Love Tour và xử lý hợp lý để ngăn tình huống tương tự xảy ra. Ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài cộng với thời điểm Tây Nguyên đang bước vào đợt cao điểm mùa khô đã khiến cho nhiều cánh đồng nơi đây đang phải chịu cảnh thiếu nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Cụ thể tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai thì gần 300 hectare cây trồng của hơn 40 hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng do thiếu hụt nguồn nước tưới. Cánh đồng thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, một diện tích lớn cây trồng tại đây đều bị khô héo, không phát triển. Những diện tích này đều cùng chung tình trạng thiếu nguồn nước tưới. Trong đó, một số diện tích lúa gần đến ngày thu hoạch cũng đã cháy khô, không còn khả năng cứu vãn. Vì là khu vực không có nguồn nước thủy lợi, nên người dân nơi đây chủ yếu phụ thuộc nước trời. Năm nay, mưa ít, lượng nước tại các sông suối đều cạn kiệt, khiến nhiều hộ dân đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng. Do năm nay mùa mưa là cắt sớm, hết mưa sớm cho nên là suối ở đây chúng tôi canh tác là chủ yếu dựa theo nguồn nước của suối Ca. Mà nước suối Ca cắt mưa sớm là hết nước sớm. Bằng giờ mọi năm thì chúng tôi vẫn còn đang còn nước tưới. Nhưng bằng giờ năm nay thì suối hết nước. Vậy là mới dẫn đến tình trạng là lúa cháy thế này. Theo ngành chức năng huyện Phú Thiện, năm nay nắng hạn diễn ra sớm hơn những năm trước. Nhiều nguồn nước từ suối và các ao hồ tại đây đã cạn kiệt từ giữa tháng 2. Hiện không còn đủ để cung cấp cho những diện tích cây trồng sắp đến ngày thu hoạch. Người dân ở đây đã làm đủ mọi cách, chấp nhận bỏ ra chi phí cao để khoan giếng nhằm hy vọng tìm nguồn nước để cứu vãn nhưng không được. Nhiều hộ chấp nhận gặt diện tích lúa cháy để tận dụng làm thức ăn cho gia súc. Giải pháp mà cấp bách trước mắt là thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động người dân, các cái hộ dân cũng như là tổ dịch vụ để chủ động các cái nguồn nước để mà tưới. Đối với giải pháp lâu dài thì huyện cũng đã
có cái chủ động rà soát để đề xuất cái báo cáo đầu tư đối với trạm bơm thuộc cánh đồng thôn đoàn kết của xã Dùn Hạ để mà đảm bảo cái việc phục vụ sản xuất ở đây ở trên địa bàn một cách lâu dài ổn định hơn. Trong khi chờ đợi giải pháp lâu dài từ cấp trên, người dân ở cánh đồng thôn đoàn kết vẫn phải vật lộn với nắng hạn. Họ phải chi trả nhiều tiền để bơm nước từ trạm bơm điện dã chiến, nhưng cũng không đủ cứu vớt mùa màng.